Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình mới vừa có một món đồ chơi mới. Đây là cái máy hút bụi hiệu Electronux. Mẫu của máy hút bụi này là model. Đây là máy hút bụi có cái mã là EFP312212. À, cái máy hút bụi này là được mình mua online tại website của Electrolux Việt Nam cách đây khoảng 4 ngày. Và hôm nay thì sau 4 ngày á, là mình đã được nhận được hàng. Mặc dù cái thời điểm này là một cái thời điểm mà tất cả những cái công ty giao hàng tiết kiệm đều đang bị vỡ trận, nhưng mà cuối cùng thì em shipper cũng đã giao đến cho mình ngày hôm nay để mình còn có cơ hội dọn dẹp nhà cửa để đón Tết Giáp Thìn năm 2024. À, khi mà mình nhận được cái máy này á, cái này á, trước khi mà nhận được cái máy thì cũng có một em gái chắc là gọi từ công ty Electrolux Việt Nam á, hỏi mình về việc là đã có ai gọi điện thoại để giao hàng cho mình hay chưa. Là mình cũng nghĩ đến việc mà có thể là cái việc nhận hàng của mình nó sẽ chậm trễ do thời điểm này là thời điểm cần Tết đó các bạn, cho nên á, mình cũng nói là chị không có cần gấp, cho nên từ từ em giao cũng được. Nhưng mà hôm nay á, thì mình đã nhận được rồi. À, bây giờ thì mình chuẩn bị mình unboxing cái máy hút bụi này nha. Mình thật sự là rất là hồi hộp ha, không biết cái máy này mà là nó sẽ như thế nào. Thì mình được giao cái máy hút bụi này ấy, là mình được đóng gói ha. Ở đây toàn bộ là ni lông hết các bạn. Cho nên là cái bao bao bì mà hộp cắt tông á, là bảo đảm là sẽ được không có bị trầy xước nha. Còn riêng về việc đó là có bị va đập hay không đó, thì mình nghĩ là cái công ty giao hàng này là công ty mà mình thấy cái xe màu nâu nâu các bạn, mình quên đọc cái chữ là như thế nào rồi, nhưng mà mình nghĩ là đây là một công ty uy tín ha, cho nên cũng mình không có lo cái việc mà máy của mình nó bị va đập đấy. Bây giờ thì mình sẽ mở cái phần ni lông này ra nha. Đây là cái máy hút bụi thứ hai các bạn, chứ không phải là máy đầu tiên đâu. À, nếu mà mình tính luôn cái máy hút bụi mini mà mình mua cách đây khoảng 1 năm với giá là khoảng 1,5 triệu á, là tính ra là mình có tất cả ba cái máy hút bụi. Cái máy đầu tiên mình mua là hiệu Panasonic, nhưng mà máy này là máy có dây, mình xài một thời gian thì mình cảm thấy là xài như vậy thì nó hơi bị tốn điện đó các bạn. Rồi cộng với một phần đó là cái máy nó có dây á, thì mình di chuyển cái máy trong cái lúc mình hút bụi á, thì nó gây cho mình cái sự phiền toái, cho nên là sau vài tháng sử dụng á, thì mình đã không sử dụng nữa. Và sau đó là một khoảng thời gian rất là dài á, mình chỉ sử dụng chổi thôi. Khá đẹp đó các bạn. Đây là chiếc máy hút bụi Electrolux nha. Thì ở bên đây là tất cả những cái thông tin mà về máy ha, là có cam kết là phù hợp với quy định về giới hạn ha, hàm lượng hóa chất độc hại. Rồi sản phẩm được nhập khẩu chính thức bởi tập đoàn Electrolux. Ở đây công suất pin đó là 36 kW với điện áp là từ 100 cho đến 240V. Năm sản xuất của máy này là năm 2003. Mình hy vọng là máy này được sản xuất tại thời điểm cuối năm ha, và xuất xứ thì tại Trung Quốc. Mình không có khe cái hồ xuất xứ đâu đâu các bạn, tự vì miễn là có cái tiêu chuẩn của Electrolux là mình ok rồi. À, còn ở đây là công ty nhập khẩu là tại Hà Nội nha các bạn. Đấy, đây là những cái thông tin. Thì trước khi mà mình mua máy là mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ ha, tìm hiểu rất là lâu, mình cũng phải suy nghĩ rất là lâu rồi cuối cùng mới quyết định là mình mua. Cho nên là mình cũng đã đọc kỹ cái phần hướng dẫn là lắp ráp rồi thao tác ha. Bây giờ thì mình chuẩn bị mình mở cái phần hộp nha. Mỗi lần mà có cái món đồ chơi mới nào là mình hơi bị hào hứng đó các bạn. Rất là hào hứng. Còn bây giờ thì mình tiếp tục mình mở đây. Mình nghĩ là mình bỏ xuống những cái ghế của mình đi. Không, được đóng gói nó rất là cẩn thận các bạn. Ở trên ha, ở trên nắp đó là cái một lô lốc các tờ giấy là bản hướng dẫn sử dụng. Mình nghĩ chắc chắn là sẽ có bản bằng tiếng Việt ha, tự vì sản phẩm thì được nhập khẩu về Việt Nam mà. Để mình kiếm coi. Trời, đây có tem bảo hành bằng tiếng Thái các bạn ơi. Tem bảo hành bằng tiếng Thái. Chỉ có trong cái cuốn sổ hướng dẫn sử dụng á, là có cái phần hướng dẫn bằng tiếng Việt ha, đi cùng với tiếng Hoa và tiếng Thái cũng như là tiếng Bahasa.
là tiếng mà sử dụng mà của người Indonesia, Malaysia, Brunei đều sử dụng các bạn. Và bây giờ thì phần tiếp theo đây. Sao giờ đây? Là mình phải ngưng lại ha, để mình thao tác mình lấy cái phần hộp giấy bên trong này ra khỏi cái hộp giấy bên ngoài, chứ nếu không thì sẽ là mất thời gian. Mất thời gian một cách không cần thiết. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình đẩy lùi cái phần hộp này lại. Đi, give me a hand đi. Yeah. Chuyện gì cũng phải cần có ông chồng đó các bạn ơi. Không có chồng giúp đỡ là sẽ không làm gì được cả. Ok, ok. Yeah, và đây là cái phần hộp của mình. Và đây là cái máy hút bụi nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ xem như thế nào ha. À, đây là cái phần đóng gói phía bên trong nha các bạn. Nó rất là xịn sò ha. Đâu ra đó. À, cái này là cái phần thân máy nha. Phần thân máy. Và cái thứ hai, đây là cái phần củ sạc ha. Còn cái thứ ba, đây là cái phần mà phần tay, cái phần tay mà để lắp vào cái phần sạc, cái phần mà để hút bụi các bạn. Cái này thì mình biết. Còn đây là những cái linh kiện ha, linh kiện để các bạn thay đổi cho cái bề mặt mà các bạn hút bụi ha. Mấy cái này mình cũng biết luôn. Còn cái phần này nặng nặng là cái gì đây? Còn cái hộp nặng nặng này, đây là cái bộ nguồn đó các bạn ơi. Đây là cái bộ nguồn đó nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đặt cái này qua một bên. Và sau đó là sẽ đi đến những cái tiếp theo này nha. Mấy này là ống vít, mấy này là chắc mình nghĩ là để gắn. Nếu mà mình có nhu cầu mà gắn áp vô tường á, để cho dựng đứng cái phần thân này lên đó, là mình sẽ sử dụng nó cái này. Còn cái phần này là cái phần hút bụi nè các bạn. Đấy, phần hút bụi bằng nhựa hết các bạn. Nhưng mà thật sự á, để mua máy hút bụi nè, coi như cái này là cái con lăn, cái lõi nha, là hình chuông ốc của các bạn đó, xịn sò ha. Thật sự là mình đã thích một cái máy hút bụi này, và cái đầu tiên mà mình để ý là cái hiệu Dyson đó các bạn. Nhưng mà thật sự là nó quá đắt so với cái khả năng của mình. Mặc dù là thời gian sau này á, là mình được mua trả bằng thẻ Visa, sau đó là mình có thể trả góp theo từng tháng các bạn. Nhưng mà cuối cùng thì cái sự lựa chọn của mình nó cũng vẫn là một cái thiết bị tạm ổn ha, chất lượng tạm ổn, và cái giá thành của nó vừa đủ mình có thể chi trả mà không có phải lăn tăng về cái giá thành nó quá cao các bạn. Với lại cái hiệu Electrolux là một cái hiệu mà mình rất là thích, là một cái brand mà mình rất là thích. Ở nhà mình á, cái gì mà có thể mua được Electrolux là mình mua các bạn. Còn cái này là cái phần này là một cái phần quan trọng không kém, đó là cái phần để chứa bụi các bạn. Coi như là cái phần thân này mình sẽ lắp vào đây ha. Đó, rồi sau đó mình sẽ di chuyển. Thì cái máy này, cái này nọ mình cầm không là cũng khoảng cả ký các bạn, cho nên hết luôn cái này để mình nghĩ coi. Để mình kiểm tra xem bao nhiêu ký nha, rồi tiếp tục mình sẽ nói với các bạn nha. Đây có cái hiệu Electrolux ha. Còn bây giờ thì mình không thể nào chờ đợi được nữa. Mình sẽ bắt tay vào việc lắp ráp cái máy hút bụi Electrolux này vào. Và sau đó thì mình sẽ sạc và mình sẽ sử dụng. Tại vì mình rất là nóng lòng muốn sử dụng ngay một cái em máy hút bụi không dây, với cái giá chấp nhận được và một cái mức độ chất lượng mình nghĩ là sẽ rất là tốt cho mình. Mình có thể sử dụng trong vòng 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lắp đặt đây.
Các bạn thấy không? Mình cứ nghĩ là sẽ rất là mất rất là nhiều thời gian để lắp đặt, nhưng mà thật sự rất là dễ các bạn. Mình chỉ cần khoảng 2 phút là mình đã lắp đặt vào được rồi. Và đây là cái bộ nguồn ha. Cái bộ nguồn này chắc mình sẽ nhờ ông xã của mình. Nhờ ông xã của mình đó là có thời gian thì lắp vô cho mình để mình sẽ sạc nha các bạn. Thì sạc thì mình chắc chắn là nó sẽ như vậy. Đây ha, mình lắp vào. Đó, trượt vào như vậy. Để ngược các bạn. Ok các bạn. À đây là cái ok, cái này là cái mà để mình lắp cố định vào tường ha. Để khi mà mình sạc á, thì mình sẽ cho các em này đứng tựa vô như thế này. Cái này nó sẽ giữ cái này lại ha các bạn. Còn đây là cái thiết bị sạc ha. Và đây là cái chấu điện. Thì khi mà sạc á, các bạn sẽ lắp vào đây nha. Đấy, ở đây nha. Đó, lắp vào. Rất là dễ nha các bạn. Còn cái này cắm vô để cắm sạc ha. Còn hai cái thiết bị này như nãy mình nói á, là để mình thay đổi cái chỗ này. Cái chỗ này tại vì tùy vào cái bề mặt mà mình muốn hút bụi ha, thì mình sẽ có hai ba cái thiết bị khác nhau để mà hút bụi nha các bạn. Cái này mình để qua bên ha, là đơn giản rồi. Còn cái phần mà sạc á, thì nó sẽ sạc như thế này các bạn. Ở đây nó có cái đế ha, ở dưới cái phần này ha. Còn ở đây là nó sẽ có cái tiếp xúc mà các bạn. Ở đây là các bạn thấy có cái tròn, là cái bo tròn là thì mình nghĩ là nó sẽ dành cho cái phần này, cho nên là mình cứ lắp vô. Các bạn chỉ đóng mạnh vậy vô. Đó, vậy là xong. Vậy là xong cái sự sạc ha. Còn nếu mà tháo ra nha các bạn. Ở đây nó có một cái khoảng trắng ha, có một cái nút màu trắng ha, thì mình chỉ cần chạm vào ha, đỡ cái này xong rồi ngón tay của mình đó là mình nhấn nhẹ nhẹ xuống là mình có thể dễ dàng lấy ra. Mình không ngờ là cái máy hút bụi cầm tay Electrolux nó lại có cái thiết kế hết sức là tinh tế, nhẹ nhàng và hết sức là dễ, rất là dễ trong cái việc lắp ráp. Còn bây giờ thì mình sẽ đi sạc điện, và sau khi mà sạc điện là mình sẽ hút cho các bạn xem ha. Và tổng trọng lượng của cái máy hút bụi Electrolux này là 3,7 kg, rất là vừa tay ha. Và mình nghĩ là rất là vừa sức cho chị em phụ nữ, đặc biệt là sức khỏe của người phụ nữ Việt Nam của mình, có thể dễ dàng cầm để sử dụng, để thao tác lau nhà, hút bụi, để hút bụi bởi cái máy hút bụi cầm tay này ha. Các bạn ơi, ở trong bên trong cái cục sạc của cái này á, là nó đã có đủ cái năng lượng đó cho mình có thể sử dụng rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thao tác một tí xíu ha, để cho các bạn xem là cái máy này nó sẽ cái độ ồn như thế nào ha. Mà mình cũng muốn biết là cái máy này nó có cái độ ồn như thế nào, rồi hút có sạch hay không. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Đầu tiên là mình sẽ lau hút bụi trên cái mặt thảm này nha các bạn. Ở đây nó có cái nút là cộng trừ x. Ở đây nó có cái khoảng không màu trắng các bạn, nó có cái nút á, thì mình chỉ việc ấn vào cái nút này ha, là mình sẽ bắt đầu mình hút bụi được nha. 1 2 3. Ồ, mượt lắm các bạn ơi. Ồ, thực sự là quá mượt mà luôn á, thực sự rất là mượt mà. Có nghe không? Cái tiếng ồn của nó không có quá ồn các bạn. Phải gọi là không có quá ồn. Và cái tiếng của nó rất là êm. Mình nghĩ là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc hút bụi, lau nhà, chăm sóc nhà cửa, cũng như là mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà yêu mến cái em máy hút bụi cầm tay Electrolux này. Và cái máy này á, được mình mua với giá là 2.800.000, hơn 2.800.000.
Và sẵn đây là mình bật mí luôn là cái máy hút bụi cầm tay không dây hiệu Electrolux này á, được mình mua online trên website Electrolux Việt Nam với mức giá là 2.827.000 đồng và mình đã được giao hàng miễn phí tận nhà. Máy này á, nguyên một cái trọng lượng của cái máy hút bụi này á là 3.7 kg, mình nghĩ rất là thuận tiện ha, cho chị em phụ nữ của mình có thể cầm cái máy hút bụi để thao tác trong công việc làm sạch nhà cửa. Và cái đời máy này á, ok, vậy là video unboxing máy hút bụi cầm tay Electrolux của mình á đến đây là hết. Thư TV xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã cùng theo dõi video của Thư TV để cùng chia sẻ niềm vui với Thư TV khi mà Thư TV có một cái máy hút bụi hiệu Electrolux, một sản phẩm của Thụy Điển hết sức là xịn sò này. Bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong video ngày mai. Bye.